chào quý vị tôi là salot chúng ta đều biết rằng được đức chúa trời phán xét hành phạt tỉa sửa và xử lý thì tâm tính ta mới có thể thay đổi nhưng khi bị tỉa sửa và xử lý chúng ta thấy khó tiếp nhận thường tìm lý do để biện minh và biện hộ hoặc trở nên tiêu cực hiểu lầm và tin rằng mình sẽ bị đào thải khi bị tỉa sửa và xử lý chúng ta nên xử lý thế nào và trải nghiệm ra sao tôi đã đọc được một bài viết vô cùng khai sáng. Bài viết có tiêu đề là Những gì gặt hái được từ việc bị xử lý. Tôi đọc cho quý vị nghe nha. Một ngày nọ vào cuối năm 2020, một lãnh đạo cấp trên đã phát hiện một hội thánh trong phạm vi tôi phụ trách có hàng chục người mới không đi họp nhóm thường xuyên. Anh ấy đã xử lý tôi rằng những người mới này vừa tiếp nhận con đường thật và đối mặt với nhiều quấy nhiễu lẫn cám dỗ. Nếu không có ai chăm tưới hay hỗ trợ họ đi họp, thì họ sẽ thường xuyên có nguy cơ bị sa tăng bắt giữ. Là một lãnh đạo hội thánh, chỉ nên dốc hết sức mình chăm tưới cho họ, để họ có thể đặt nền móng trên con đường thật. Đây chính là công việc quan trọng nhất. Hiện giờ, trong hội thánh mà chị đang phụ trách, có rất nhiều người mới không đi hội họp đều đặn, Chị thân là lãnh đạo nhưng không làm tốt công tác chăm tưới, không làm tròn bổn phận, không có trách nhiệm, làm qua loa lừa gạt Đức Chúa Trời, trong khi hầu diệt Ngài mà lại là người chống đối Ngài. Bị lãnh đạo tỉa sửa và xử lý như vậy, thật khó để tôi có thể tiếp nhận. Thật sự tôi không phải là người trực tiếp chăm tưới cho những người mới đó. Tôi cũng đã thông công rõ ràng về các nguyên tắc chăm tưới với các nhân sự chăm tưới tại hội thánh này Bây giờ họ không làm tốt công tác chăm tưới, khiến cho nhiều người mới không đi hội họp thường xuyên. Tại sao đó lại là trách nhiệm của tôi chứ? Hơn nữa, chính sự thiếu trách nhiệm trong việc chăm tưới đã khiến những người mới rút lui, gây gián đoạn và làm nhiễu loạn. Nếu như tôi chịu trách nhiệm cho chuyện này, thì chẳng phải đó là sự vi phạm và vết nhơ trong đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời sao? Vì vậy, tôi kịch liệt phủ nhận những cáo buộc của vị lãnh đạo đó, thậm chí cải lý và biện hộ cho mình. Nhấn mạnh rằng tôi không phải là người trực tiếp chăm tưới người mới nhằm để trốn tránh trách nhiệm. Thấy tôi tỏ thái độ không hề ăn năn và phản tỉnh bản thân, lãnh đạo ngắt lời và xử lý tôi vì tôi đã không tiếp nhận lẽ thật. Khi nghe lãnh đạo nói như vậy, tôi rất sốc và nghĩ những người không tiếp nhận lẽ thật chẳng phải là những kẻ không tin sao? Kẻ không tin luôn cãi lý khi có chuyện xảy ra và không hề tiếp nhận lẽ thật. Sao tôi lại hành động như một kẻ không tin được chứ? Nhận ra mình đã cố lý lẽ vào diện cớ bào chữa khiến tôi sợ hãi, nên tôi không dám nói lời nào nữa. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi, che chở lòng tôi và cho phép tôi dân phục Ngài sau đó một vài ngày tôi cứ nghĩ mãi về vấn đề này. Tôi đã bị lãnh đạo xử lý vì thiếu trách nhiệm trong bổn phận và không làm tốt công tác chăm tưới. Tại sao mà tôi lại không tiếp nhận chứ? Khi suy ngẫm tôi đã nhận ra. Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần không trực tiếp chăm tưới người mới thì việc họ không đi họp thường xuyên là do những người chăm tưới chứ không phải là trách nhiệm của tôi nhưng hội thánh đã sắp xếp tôi phụ trách công tác dài hội thánh. Và hệ có vấn đề hay khó khăn gì trong công tác của hội thánh, thì tôi phải theo dõi và nhanh chóng giải quyết. Nhưng trong quá trình thực hiện bổn phận, tôi đã không giám sát hay theo dõi công việc của những người chăm tưới. Kết quả là có hàng chục người đã không đi họp đều đặn. Chẳng phải sự vô trách nhiệm và lơ là với bổn phận của tôi để dẫn tới hậu quả này sao? tôi nhớ lại cách đây không lâu tôi nghe nói những người chăm tưới trong hội thánh này thường hay gặp phải nhiều khó khăn trước khó khăn thực tế của những người mới khi thông công một vài buổi mà không có kết quả họ nói việc đó khó quá và không muốn nỗ lực chăm tưới người mới nữa nhưng tôi đã không thông công với họ để giải quyết những vấn đề này kịp thời dẫn tới kết quả số người mới họp nhóm thường xuyên càng lúc càng giảm đáng kể lãnh đạo xử lý tôi về làm việc thiếu trách nhiệm. Và anh ấy đã đúng. Tại sao tôi không hề có thái độ tiếp nhận hay dân phục nào? Cứ cải lý và biện hộ cho mình. Chẳng phải như vậy là vô lý hay sao? Nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi cảm thấy mình đã phạm một sai lầm lớn nhưng vẫn không chịu trách nhiệm. Tôi đã cố diện cớ biện hộ và trốn tránh trách nhiệm hệt như một kẻ ngốc. Suy nghĩ kỹ về tình trạng xấu xa khi trơ trẻn cải lý và biện hộ cho mình Khiến tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ Mặt tôi bỗng đỏ bừng bừng Lúc đó chỉ ước có cái lỗ mà chui xuống Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời Lạy Đức Chúa Trời Con đã thiếu trách nhiệm trong bổn phận Và làm cản trở việc chăm tưới những người mới Con đã phạm phải một vi phạm rất nghiêm trọng Vậy mà khi bị tỉa sửa và xử lý cô lại thiếu sự tiếp nhận và dân phục cơ bản nhất. Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài hãy dẫn dắt để con biết mình. Sau khi đọc được một đoạn lời Ngài, tôi đã biết được đôi chút về nguyên nhân tôi không chịu tiếp nhận sự tỉa sửa và xử lý. Lời Đức Chúa Trời phán Thái độ điển hình của những kẻ địch lại đứng Chris đối với việc xử lý và tỉa sửa là kịch liệt từ chối tiếp nhận hay thừa nhận nó cho dù họ có làm bao nhiêu điều tà ác hay họ gây hại bao nhiêu cho công tác của nhà đức chúa trời và lối vào sự sống của dân sự được đức chúa trời chọn họ cũng không hề cảm thấy chút hối hận nào hay mắc nợ bất cứ điều gì từ góc nhìn này những kẻ địch lại đấng christ có nhân tính không tuyệt đối không họ gây ra đủ mọi thiệt hại cho dân sự được đức chúa trời chọn và gây tổn hại cho công tác của hội thánh dân sự được đức chúa trời chọn có thể thấy điều này rõ như ban ngày và họ có thể thấy những việc làm tà ác liên tiếp của những kẻ địch lại đứng chris ấy thế mà những kẻ địch lại đứng chris không tiếp nhận hay công nhận sự thật này họ ngoan cố không chịu thừa nhận mình có lỗi hoặc thừa nhận rằng họ phải chịu trách nhiệm Chẳng phải đây là một dấu hiệu cho thấy họ chán ngấy lẽ thật sao? Đó là mức độ mà những kẻ địch lại đứng Chris chán ngấy lẽ thật. Cho dù họ phạm phải bao nhiêu điều gian ác, họ cũng không chịu thừa nhận và họ vẫn kiên quyết cho đến cùng. Điều này chứng tỏ rằng những kẻ địch lại đứng Chris không bao giờ nghiêm túc với công tác của nhà Đức Chúa Trời hay tiếp nhận lẽ thật. Họ không tin vào Đức Chúa Trời. Họ là tay sai của Satan quấy rầy và làm gián đoạn công việc của nhà Đức Chúa Trời. Trong lòng những kẻ địch lại đứng Chris chỉ có thanh danh và địa vị. Họ tin rằng nếu họ thừa nhận lỗi của mình thì họ sẽ phải nhận trách nhiệm, địa vị và thanh danh của họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Kết quả là họ chống đối với thái độ có chết cũng chối. Bất kể mọi người đưa ra những sự phơi bày hay phân tích gì họ cũng sẽ cố gắng hết sức để chối nói ngắn gọn dù sự phủ nhận của họ là có cố ý hay không thì một mặt điều này vạch trần bản tính và thực chất của những kẻ địch lại đứng chris là chán ngấy và căm ghét lẽ thật mặt khác điều này cho thấy những kẻ địch lại đứng chris quý trọng địa vị thanh danh và lợi ích riêng của họ đến mức nào trong khi đó thái độ của họ đối với công việc và những lợi ích của hội thánh là gì? Đó là thái độ khinh thường và chối bỏ trách nhiệm Họ hoàn toàn thiếu lương tâm và lý trí Chẳng phải sự trốn tránh trách nhiệm của những kẻ địch lại đứng Chris thể hiện những vấn đề này sao? Một mặt, việc trốn tránh trách nhiệm chứng tỏ thực chất và bản tính chán ngấy cũng như căm ghét của họ đối với lẽ thật Trong khi mặt khác nó cho thấy sự thiếu lương tâm, lý trí và nhân tính của họ, cho dù lối vào sự sống của các anh chị em có bị tổn hại nhiều như thế nào bởi sự can thiệp và hành ác của họ, họ cũng không cảm thấy tự trách mình và không bao giờ có thể bị điều này làm bận tâm. Đây là loại sinh vật gì? Ngay cả khi thừa nhận một phần lỗi lầm của mình, họ cũng được coi là có một chút lương tâm và lý trí. Nhưng những kẻ địch lại đứng Chris thì thậm chí không có chút nhân tính ấy. Vậy thì các ngươi sẽ nói họ là gì? Thực chất của những kẻ địch lại đứng Chris là ma quỷ. Cho dù họ làm tổn hại lợi ích của nhà Đức Chúa Trời nhiều như thế nào, thì họ cũng không nhìn thấy. Họ không bị điều đó làm phiền lòng chút nào, cũng không tự trách bản thân, càng không cảm thấy mắc nợ. Đây hoàn toàn không phải là điều nên thấy ở người bình thường. Đây là ma quỷ. Và ma quỷ thì không có lương tâm hay lý trí gì dù những kẻ địch lại đứng Chris có làm bao nhiêu điều tồi tệ đi nữa, gây ra tổn thất lớn cho công tác của hội thánh, họ vẫn kiên quyết không thừa nhận. Họ tin rằng nếu thừa nhận sai lầm, họ sẽ bị lên án, kết án tử, buộc phải xuống địa ngục, xuống hồ lửa và diêm sinh. Ngươi nghĩ những người như vậy có thể tiếp nhận lẽ thật không? Người ta có thể mong đợi sự ăn năn thực sự từ họ không? lời ngài mặc khải kẻ địch lại đứng chris không bao giờ tiếp nhận lẽ thật bản tính họ chán ngấy lẽ thật dù họ có phạm sai lầm lớn thế nào hay công tác của hội thánh bị họ gây hại nhiều ra sao thì khi bị tỉa sửa và xử lý họ cũng sẽ không bao giờ thừa nhận lỗi lầm và còn thường xuyên cố cải lý biện hộ cho mình những kẻ địch lại đứng chris cũng ích kỷ và đáng khinh chỉ coi trọng lợi ích và địa vị của mình do đó dù cho họ có gây ra thiệt hại thế nào đối với công tác của hội thánh thì họ cũng không cảm thấy tội lỗi hay muốn chịu bất kỳ trách nhiệm gì ngẫm lại thái độ của mình khi bị tỉa sửa và xử lý tôi nhận ra biểu hiện của mình cũng y hệt họ tôi là một lãnh đạo hội thánh đối với bất cứ vấn đề gì trong công tác hội thánh tôi đều phải có trách nhiệm Tôi biết có vấn đề với các nhân sự chăm tưới trong hội thánh, nhưng lại không theo dõi hay giải quyết sự việc. Kết quả các nhân sự chăm tưới đã không bảo toàn được những người mới. Nhưng tôi lại không thừa nhận lỗi lầm, vẫn cứ cố cải lý để biện hộ cho mình. Tôi đổ hết trách nhiệm lên anh chị em, vì sợ mình phải gánh giác trách nhiệm. Tôi không chịu bị tỉa sửa hay xử lý và cứ khăng khăng trước mặt lãnh đạo rằng thật sự những người mới này không phải do tôi trực tiếp chăm tưới để tự miễn trừ cho sự vi phạm của mình. Có quá nhiều người mới không đi họp thường xuyên, vậy mà tôi lại không hề cảm thấy ân hận hay mắc nợ gì cả. Tôi cũng không ghét bản thân vì vô trách nhiệm, lơ là bổn phận và gây hại cho công tác chăm tưới của hội thánh. Với những sự thật rành rành trước mắt như vậy mà tôi vẫn cố biện minh cho bản thân. đã chứng tỏ rằng tôi không hề biết tiếp nhận lẽ thật Giờ đây khi nghĩ lại, dù có cố cải lý thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận sự thật rằng mình đã thiếu trách nhiệm trong bổn phận. Thay vào đó thì việc biện minh và cải lý đã dạch trần bản tính sa tăng, chán ngấy và không tiếp nhận lẽ thật của tôi. Hành động cố bảo vệ tư lợi đã tỏ lộ sự thật về việc trốn tránh trách nhiệm, ích kỷ và đáng khinh của tôi. Tôi đã đọc đi đọc lại lời Đức Chúa Trời càng so sánh thái độ kẻ địch lại đứng chris với biểu hiện của mình tôi càng cảm thấy những lời của đức chúa trời như đang dạch trần tôi tôi đã thiếu trách nhiệm trong bổn phận của mình gây tổn hại nghiêm trọng cho công tác chăm tưới trong hội thánh đã thật sự vi phạm nhưng khi bị tỉa sửa và xử lý tôi đã không tiếp nhận và còn chán ngấy lẽ thật tôi hoàn toàn không phải là người mưu cầu lẽ thật Nghĩ đến chuyện này, tôi cảm thấy biểu hiện của tôi chắc hẳn khiến Đức Chúa Trời rất ghê tởm. Hơn nữa, với việc tôi cải lý và ngụy biện, chắc hẳn lãnh đạo đã thấy rõ con người của tôi và biết rõ rằng tôi thật không đáng tin và cũng không đáng được đào luyện. Tôi đã tự vấn bản thân. Liệu lãnh đạo có đang quan sát mình không? Mình đã không làm tốt công tác chăm tưới và đã phạm phải một vi phạm nếu một ngày nào đó mình gây ra một sự gián đoạn hay xáo trộn khác và lại bị tỉa sửa xử lý, thì liệu mình có bị phơi bày và đào thải không? Nếu vậy thì mình hết hy vọng được cứu rỗi nhờ tin Đức Chúa Trời. Tôi đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp để thực hiện bổn phận, nhưng tôi nhận ra cuối cùng mình có thể sẽ bị đào thải. Càng nghĩ tôi càng tiêu cực. Tôi thậm chí cảm thấy bởi vì mình thiếu trách nhiệm và lơ là trong bổn phận không chịu tiếp nhận lẽ thật và chán ngấy lẽ thật nên không phù hợp làm lãnh đạo hội thánh vì vậy tôi nên tự biết mình nhanh chóng từ chức lãnh đạo tìm một bổn phận đơn giản và thực hiện một cách trung thực nhất như vậy thì tôi sẽ ít bị phơi bày ít bị xử lý và tỉa sửa hơn khi công tác của đức chúa trời kết thúc tôi vẫn sẽ có hy vọng được sống sót trong thời gian đó tôi đã không tìm kiếm ý muốn của đức chúa trời không tìm cách để giải quyết vấn đề làm việc qua loa và thiếu trách nhiệm trong bổn phận tôi đã sống trong tình trạng phòng thủ và hiểu lầm suốt ngày chỉ nghĩ cách để từ chức chứ không hề nghĩ chút gì đến bổn phận trong lòng cực kỳ đau khổ sau đó tôi đã nói với người chị em cộng sự về tình trạng của mình chị ấy đã đọc vài lời đức chúa trời cho tôi nghe và giúp tôi hiểu được đôi chút về ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phán Đối mặt với tình trạng của con người và thái độ của con người đối với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã thực hiện một công tác mới cho phép con người sở hữu cả sự hiểu biết về Ngài và sự vân phục Ngài, cũng như cả tình yêu thương và lời chứng. Vì vậy, con người phải trải qua sự tinh luyện của Đức Chúa Trời đối với mình cũng như sự phán xét của Ngài, sự xử lý và việc tỉa sửa của Ngài với mình. Không có những việc đó, con người sẽ không bao giờ biết đến Đức Chúa Trời, không bao giờ có thể thực sự yêu mến và làm chứng cho Ngài. Việc tinh luyện của Đức Chúa Trời đối với con người không chỉ đơn thuần là vì tác động một mặt, mà là vì tác động nhiều mặt. Chỉ bằng cách này mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác tinh luyện trong những người sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật hầu cho lòng quyết tâm và tình yêu của họ được đức chúa trời làm cho hoàn thiện đối với những ai sẵn sàng tìm kiếm lẽ thật và những ai khao khát đức chúa trời thì không gì có ý nghĩa hơn hoặc là giúp ích lớn lao hơn sự tinh luyện như thế này con người không dễ dàng nhận biết hay hiểu được tâm tính của đức chúa trời vì đức chúa trời cuối cùng vẫn là đức chúa trời cuối cùng đức chúa trời không thể có cùng tâm tính với con người và vì thế con người không dễ dàng nhận biết được tâm tính của ngài lẽ thật vốn không thuộc sở hữu của con người và những ai đã bị satan làm bại hoại không dễ dàng hiểu được lẽ thật con người không có lẽ thật và quyết tâm thực hành lẽ thật và nếu họ không chịu đựng đau khổ và không được tinh luyện hay phán xét thì lòng quyết tâm của họ không bao giờ được trở nên hoàn thiện đối với tất cả mọi người sự tinh luyện rất là đau đớn và rất khó tiếp nhận tuy nhiên chính trong quá trình tinh luyện mà đức chúa trời khiến con người hiểu rõ hơn về tâm tính công chính của ngài ngài công khai các yêu cầu của ngài đối với con người ban cho nhiều sự khai sáng hơn cùng nhiều sự tỉa sửa và xử lý thực tế qua việc so sánh giữa thực tế và lẽ thật ngài ban cho con người sự hiểu biết lớn lao hơn về bản thân và về lẽ thật và ban cho con người sự thông hiểu lớn lao hơn về ý muốn của đức chúa trời từ đó cho phép con người có một tình yêu thật hơn và thuần khiết hơn đối với đức chúa trời đây là những mục đích của đức chúa trời trong việc thực hiện sự tinh luyện tất cả những công tác đức chúa trời làm trong con người đều có mục đích và ý nghĩa riêng đức chúa trời không làm công việc vô nghĩa và ngài cũng không làm công việc nào không mang lại lợi ích cho con người sự tinh luyện không có nghĩa là loại bỏ con người ra khuất mắt ngài và cũng không có nghĩa là hủy diệt họ nơi địa ngục thay vào đó nó có nghĩa là làm thay đổi tâm tính của con người trong quá trình tinh luyện thay đổi những ý định quan điểm cũ của con người thay đổi tình yêu con người dành cho đức chúa trời và thay đổi toàn bộ cuộc đời con người. Tinh luyện là sự thử luyện thật sự của con người, là một hình thức rèn tập thực sự và chỉ trong quá trình tinh luyện thì tình yêu của con người mới có thể làm đúng chức năng vốn có của nó. Sau khi suy ngẫm về lời Ngài, tôi hiểu ra rằng khi đức chúa trời sắp xếp các hoàn cảnh để cho con người trải nghiệm đau khổ và tinh luyện sự phán xét và hình phạt bị tỉa sửa hay xử lý đều nhắm đến sự bại hoại và thiếu sót của con người đó là những thứ họ phải trải nghiệm và đối mặt trong suốt quá trình bước vào sự sống dù trong quá trình trải qua những điều này ta cần phải chịu khổ nhưng mà chúng đều rất hữu ích cho chúng ta trong việc biết công tác của đức chúa trời và tâm tính bại hoại của mình nghĩ lại khi làm lãnh đạo vào năm ngoái, về cơ bản tôi không trải nghiệm chút trở ngại nào và cũng đã không bị tỉa sửa hay xử lý gì nghiêm trọng. Có đôi khi một số việc không được hoàn thành tuân theo nguyên tắc, nhưng lãnh đạo đã thông công phù hợp với vốc giặc của tôi, giúp tôi khắc phục những sai phạm trong lúc làm bổn phận của mình và chỉ cho tôi con đường thực hành. Khi anh chị em phát hiện thấy vấn đề trong bổn phận của tôi, thì họ thường xuyên giúp đỡ bằng tình yêu thương, hiếm khi dạch trần hay xử lý tôi. Vì vậy, khi đối mặt với tâm tính bại hoại của mình và vấn đề nảy sinh trong bổn phận, tôi luôn nghĩ rằng những vấn đề này không lớn lắm, tôi chỉ cần tránh lặp lại là xong. Nên tôi chưa từng thực sự suy ngẫm để hiểu được nguyên nhân thất bại của mình. Chỉ khi bị tỉa sửa và xử lý như vậy, tôi mới có thể thấy được vóc dạc thật sự của chính mình tôi đã chỉnh mãn khi làm bổn phận. Kết quả là nhiều người mới đã không được chăm tưới hay cung dưỡng kịp thời. Vậy mà, chỉ vì để bảo vệ lợi ích của bản thân, tôi đã trốn tránh trách nhiệm và cố tìm cách thoát tội cho mình. Thậm chí, tôi còn lo sợ đánh mất tiền đồ và giận mệnh, vừa tiêu cực vừa hiểu lầm và trong lòng nung nấu ý định từ bỏ bổn phận. Trước kia, khi những người khác góp ý nhẹ nhàng với tôi, tôi có thể tiếp nhận nhưng lần này khi bị tỉa sửa và xử lý bị nhắc nhở về hậu quả của việc làm qua loa của mình tôi không thể nào tiếp nhận được khi bị xử lý vì những việc nhỏ tôi có thể tiếp nhận nhưng khi bị xử lý vì những việc lớn những việc có tính chất cũng như hậu quả nghiêm trọng hơn và tôi phải chịu trách nhiệm thì tôi không tiếp nhận tôi nhận ra rằng mình tiếp nhận có chọn lọc khi bị tỉa sửa và xử lý đó thật sự không phải là một biểu hiện dân phục đức chúa trời nếu không bị lãnh đạo tỉa sửa và xử lý thì tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được bản thân và tôi vẫn nghĩ mình là người mưu cầu lẽ thật bị che mắt bởi bề ngoài giả tạo của mình lối vào sự sống của tôi nhất định sẽ bị đình trệ tôi sẽ không học được gì từ hoàn cảnh được đức chúa trời sắp đặt không hiểu được bản thân trong lời ngài hay giải quyết sự bại hoại của chính mình nghĩ đến chuyện này tôi vô cùng cảm tạ đức chúa trời sẵn lòng tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, đồng thời rút ra được bài học từ hoàn cảnh này. Sau đó khi tỉnh nguyện, tôi đã ăn uống các phần lời của Đức Chúa Trời có liên quan. Tôi đọc được đoạn lời này của Ngài, và nó đã thực sự cho tôi chút hiểu biết về ý muốn từ chức của mình sau khi bị lãnh đạo tỉa sửa và xử lý. Lời Đức Chúa Trời phán Khi những kẻ địch lại đứng Chris bị tỉa sửa và xử lý, Họ luôn thấy điều đó có liên quan đến hy vọng được phước lành của họ. Thái độ và quan điểm này là không đúng và nó rất nguy hiểm. Khi có người chỉ ra những khuyết điểm hoặc sai lầm của kẻ địch lại đứng Chris, họ cảm thấy mất hy vọng đạt được phước lành. Và khi họ bị tỉa sửa và xử lý, hoặc bị sửa dạy, hoặc bị khiển trách, họ cũng cảm thấy mình không còn hy vọng đạt được phước lành. Ngay khi điều gì đó không theo ý họ, hoặc không phù hợp với quan niệm của họ ngay khi họ bị vạch trần và xử lý cảm thấy lòng tự trọng của mình bị dán một đòn mạnh họ nghĩ ngay đến việc liệu họ có còn hy vọng đạt được phước lành hay không chẳng phải thế này là họ quá nhạy cảm sao chẳng phải họ quá mong muốn đạt được phước lành sao nói cho ta nghe những người như vậy không đáng thương sao họ đáng thương họ thật sự đáng thương và họ đáng thương ở khía cạnh nào liệu việc người ta có thể đạt được phước lành hay không có liên quan đến việc họ bị xử lý và tỉa sửa không không chúng chẳng liên quan vậy tại sao những kẻ địch lại đứng chris lại cảm thấy họ mất hy vọng đạt được phước lành khi họ bị xử lý và tỉa sửa chẳng phải điều này có gì liên quan đến sự mưu cầu của họ sao họ mưu cầu điều gì đạt được phước lành họ không bao giờ từ bỏ khao khát và ý định đạt được phước lành của mình ngay từ khi bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, họ đã có ý định đạt được phước lành, và dù họ đã nghe rất nhiều bài giảng, nhưng họ chưa bao giờ tiếp nhận lẽ thật. Trong suốt thời gian đó, họ chưa bao giờ từ bỏ khao khát và ý định đạt được phước lành của mình. Họ chưa bao giờ chỉnh đốn hay thay đổi quan điểm của mình về đức tin nơi Đức Chúa Trời và ý định của họ trong việc thực hiện bổn phận chưa được làm cho tinh sạch. Họ luôn làm mọi việc trong khi vẫn bám chặt vào hy vọng và ý định đạt được phước lành và cuối cùng khi hy vọng được phước của họ sắp bị tiêu tan họ nổi giận và phản đối gây gắt cuối cùng phơi bày trần trụi những sự thật đáng xấu hổ về việc họ nghi ngờ Đức Chúa trời và việc họ phủ nhận lẽ thật chẳng phải họ đang đi trên con đường dẫn đến sự hủy hoại sao đó là hệ quả tất yếu của việc những kẻ địch lại đứng Chris không hề tiếp nhận lẽ thật cũng không tiếp nhận sự xử lý và tỉa sửa. Trong trải nghiệm về công tác của Đức Chúa Trời, tất cả dân sự được Đức Chúa Trời chọn đều có thể biết rằng sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, sự xử lý và tỉa sửa của Ngài đều là tình yêu thương và phước lành của Ngài. Ấy thế nhưng, những kẻ địch lại đứng Christ tin rằng đây chỉ là điều người ta nói và không tin đó là lẽ thật vì vậy họ không coi việc xử lý và tỉa sửa là bài học phải rút ra cũng không tìm kiếm lẽ thật hay tự phản tỉnh bản thân trái lại họ tin việc xử lý và tỉa sửa là do ý muốn của con người rằng đó là hành vi quấy rối và trừng phạt có chủ ý mang đầy ý định cá nhân và chắc chắn không đến từ đức chúa trời họ quyết định chống đối và coi nhẹ những điều này và thậm chí còn điều tra lý do tại sao người ta lại đối xử với họ như vậy, họ hoàn toàn không tuân phục. Mọi việc họ làm để thực hiện bổn phận đều được họ kết nối với việc đạt được phước lành và phần thưởng, và họ coi việc đạt được phước lành là sự mưu cầu quan trọng nhất trong cuộc sống, cũng như là mục tiêu cuối cùng và cao nhất trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Họ bám cả đời vào ý định đạt được phước lành. Dù cho gia đình của Đức Chúa Trời có thông công về lẽ thật như thế nào đi nữa và không buông bỏ, nghĩ rằng tin vào Đức Chúa Trời mà không nhằm mục đích đạt được phước lành là ngu xuẩn và dại dột, rằng đó là mất mát lớn lao. Họ nghĩ rằng bất cứ ai từ bỏ ý định đạt được phước lành đều đã bị lừa, rằng chỉ có kẻ ngốc mới từ bỏ hy vọng được phước và rằng việc tiếp nhận sự xử lý và tỉa sửa là thể hiện sự ngu ngốc và kém cỏi, điều mà một người khôn ngoan sẽ không làm. Đây là logic trong đầu óc một kẻ địch lại đấng Chris. Vì vậy, khi một kẻ địch lại đấng Chris bị tỉa sửa và xử lý, trong lòng họ rất ngang ngạnh và họ rất giỏi ngụy biện và giả vờ. Họ hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật chút nào và cũng không tuân phục. Thay vào đó, họ tràn đầy sự bất tuân và giấy loạn Điều này có thể dẫn đến việc chống đối Đức Chúa Trời, phán xét Đức Chúa Trời và phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời và cuối cùng sẽ bị vạch trần và đào thải. Lời Ngài Mặt Khải hiểu biết sai lầm của kẻ địch lại đấng Chris khi bị tỉa sửa và xử lý. Họ liên kết việc đó với phước lành, tiền đồ và vận mệnh của họ. Họ nghĩ khi bị chỉ ra thiếu sót và khuyết điểm, bị vạch trần tỉa sửa, bị xử lý một cách nghiêm túc, thì hy vọng đạt được phước lành của họ sẽ tan biến. Kẻ địch lại đứng Chris hành xử như vậy, chứng tỏ họ tin vào Đức Chúa Trời là nhằm để đạt được các phước lành từ Đức Chúa Trời. Những kẻ địch lại đấng Chris có tình yêu đặc biệt với tiền đồ vận mệnh và đích đến cuối cùng. Vì vậy họ cực kỳ chán ghét và chống đối việc bị tỉa sửa và xử lý. Đối mặt với việc bị tỉa sửa và xử lý, họ cải lý và ngụy biện để biện hộ cho mình không chịu thừa nhận vấn đề của bản thân tôi lại nghĩ về hành vi của mình khi bị tỉa sửa và xử lý tôi cứ cố bảo vệ bản thân không thừa nhận mình đã phạm sai lầm vì thiếu trách nhiệm trong bổn phận của mình tôi nghĩ nếu thừa nhận thì mình sẽ phải chịu hậu quả vì vậy tôi đã bám vào ngụy biện của mình không tiếp nhận bị tỉa sửa xử lý tôi đã không tìm kiếm lẽ thật trong chuyện này không biết mình đã thiếu trách nhiệm khi làm bổn phận và tôi đã gây hại cho công tác châm tưới. Hơn nữa sau khi bị tỉa sửa xử lý, tôi đã có thái độ phòng thủ và hiểu lầm. Nghĩ rằng mình đã phạm phải một vi phạm và nếu phạm một sai lầm nữa và lại bị tỉa sửa xử lý thì có khả năng tôi sẽ bị đào thải. Vì vậy tôi muốn từ bỏ bổn phận của mình không muốn làm lãnh đạo nữa. Được lời Đức Chúa Trời mặc khải tôi đã phản tỉnh bản thân và ngẫm lại những biểu hiện của mình. Nhận ra ý định của mình khi tin vào Đức Chúa Trời luôn là để đạt được. Phước lành. Tôi lại tham khảo lời Ngài. Khi hy vọng được phước của họ sắp sửa bị tiêu tan, thì họ đùng đùng nổi giận và phản đối gây gắt, phơi bày sự thật về việc họ phủ nhận lẽ thật và họ nghi ngờ Đức Chúa Trời. Họ đang đi trên con đường chết. Đó là hiệu quả tất yếu của việc những kẻ địch lại đứng Chris không hề tiếp nhận sự xử lý tỉa sửa, cũng không tiếp nhận lẽ thật. Tôi đã sống trong tình trạng tiêu cực và chỉ mong muốn từ chức. Đây là biểu hiện chống đối ngài, từ chối tiếp nhận bị tỉa sửa, cũng không tiếp nhận bị xử lý, đồng thời né tránh việc đó. Rõ ràng là tôi biết, mình cần được tỉa sửa xử lý để trưởng thành trong sự sống, đức chúa trời dựa trên nhu cầu và thiếu sót của tôi mà sắp xếp các hoàn cảnh để cho tôi được trải nghiệm nhưng tôi lại xem việc tin vào đức chúa trời để được ngài ban phước là mục tiêu chính đáng và lớn nhất của mình vì vậy tôi đã gạt bỏ việc mưu cầu lẽ thật và giải quyết tâm tính bại hoại để bảo vệ tiền đồ và vận mệnh của mình để thỏa mãn tham vọng và ham muốn phước lành của bản thân mà tôi né tránh việc bị tỉa sữa cũng như việc bị xử lý không muốn làm lãnh đạo nữa bản tính của tôi thật sự quá dối trá và quá tà ác tôi đọc được đoạn lời này của đức chúa trời bởi vì mục tiêu được ban phước lành không phải là mục tiêu chính đáng để người ta mưu cầu vậy thì mục tiêu chính đáng là gì mưu cầu lẽ thật mưu cầu những thay đổi trong tâm tính có thể vân phục tất cả những sự sắp đặt và an bài của đức chúa trời đây là những mục tiêu mà người ta nên mưu cầu ví dụ như việc bị tỉa sửa và xử lý khiến ngươi có những quan niệm và nhận thức sai lầm và ngươi trở nên không có khả năng vân phục tại sao ngươi không thể vân phục bởi vì ngươi cảm thấy rằng đích đến hoặc ước mơ được ban phước lành của ngươi đã bị thử thách ngươi trở nên tiêu cực và khó chịu và cố gắng thoát khỏi bổn phận của mình lý do cho điều này là gì có vấn đề trong sự mưu cầu của ngươi vậy điều này phải được giải quyết như thế nào điều cấp bách là ngươi phải bỏ ngay những ý tưởng sai lầm này và ngươi phải ngay lập tức tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề tâm tính bại hoại của mình ngươi nên tự nhủ mình không được bỏ cuộc mình vẫn phải làm bổn phận mà một loài thọ tạo của đức chúa trời phải làm và gạt ham muốn được ban phước lành sang một bên khi ngươi từ bỏ ham muốn được ban phước lành vai ngươi sẽ trút bỏ được một gánh nặng và ngươi vẫn có khả năng tiêu cực sao mặc dù vẫn có những lúc ngươi tiêu cực nhưng ngươi không để điều này kiểm soát ngươi và trong lòng mình ngươi không ngừng cầu nguyện và chiến đấu thay đổi mục tiêu mưu cầu của ngươi từ mưu cầu việc được ban phước lành và có mục đích đến sang mưu cầu lẽ thật và ngươi thầm nghĩ mưu cầu lẽ thật là bổn phận của một loài thọ tạo của đức chúa trời hiểu được một số lẽ thật hôm nay không có thành tựu nào to lớn hơn thế đây là phước lành to lớn nhất trong tất cả ngay cả khi đức chúa trời không muốn mình và mình không có mục đích đến tốt đẹp và những hy vọng được ban phước lành của mình tan tành mình cũng vẫn phải làm bổn phận của mình một cách đúng đắn mình bắt buộc phải làm vậy dù lý do là gì nó sẽ không tác động đến việc thực hiện bổn phận của mình, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc mình hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc ứng xử của mình. Và như vậy, chẳng phải ngươi đã vượt qua gông cùng của xác thịt sao? Một số người có thể nói, "Cha, nếu tôi vẫn tiêu cực thì sao? Thế thì lại tìm kiếm lẽ thật để giải quyết việc đó. Dù ngươi có rơi vào tiêu cực bao nhiêu lần đi nữa, nếu ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm lẽ thật để giải quyết và không ngừng phấn đấu tìm lẽ thật thì ngươi sẽ từ từ thoát ra khỏi sự tiêu cực của mình và đến một ngày ngươi sẽ cảm thấy mình không có mong muốn đạt được phước lành và không bị đích đến cũng như kết cục của mình chi phối và rằng ngươi sống dễ dàng và tự do hơn khi không có những thứ này ngươi sẽ cảm thấy rằng cuộc sống trước đây của mình khi mà mỗi ngày ngươi sống đều vì mục đích đạt được phước lành và đích đến của mình thật là mệt mỏi mỗi ngày nói chuyện làm việc vắt ốc suy nghĩ để đạt được phước lành và cuối cùng thì việc đó sẽ mang lại điều gì cho ngươi một cuộc sống như vậy có giá trị gì ngươi đã không mưu cầu lẽ thật mà đã lãng phí những ngày tháng đẹp nhất của mình vào những việc tầm thường cuối cùng ngươi đã không đạt được bất kỳ lẽ thật nào và ngươi không thể đưa ra bất kỳ chứng ngôn dựa trên trải nghiệm nào cả ngươi đã tự biến mình thành kẻ ngốc hoàn toàn nhục nhã và thất bại và thực sự thì nguyên nhân của điều này là gì đó là vì ý định đạt được phước lành của ngươi quá mạnh mẽ kết cục và điểm đến của ngươi đã chiếm hữu lòng ngươi và ràng buộc ngươi quá chặt tuy vậy mà khi đến ngày mà ngươi thoát khỏi sự trói buộc của tiền đồ và vận mệnh của mình ngươi sẽ có thể bỏ lại mọi thứ phía sau và đi theo đức chúa trời khi nào thì ngươi mới có thể hoàn toàn buông bỏ những điều đó khi lối vào sự sống của ngươi không ngừng sâu thêm ngươi sẽ đạt được sự thay đổi trong tâm tính của mình và đó là khi ngươi sẽ có thể hoàn toàn buông bỏ chúng một số người sẽ nói tôi có thể buông bỏ những điều này bất cứ khi nào tôi muốn điều này có phù hợp với quy luật tự nhiên không không người khác thì nói qua một đêm là tôi đã hiểu ra được toàn bộ chuyện này tôi là một người đơn giản không phức tạp hay mong manh như mấy anh chị các anh chị quá tham vọng điều này chứng tỏ các anh chị bị bại hoại sâu sắc hơn tôi tình cảnh có phải như thế không không phải vậy toàn nhân loại đều có chung bản tính bại hoại không phân biệt mức độ nông sâu sự khác biệt duy nhất của họ nằm ở việc họ có nhân tính hay không và họ là loại người nào những ai yêu mến và tiếp nhận lẽ thật thì có khả năng hiểu biết tương đối sâu và rõ ràng về tâm tính bại hoại của chính họ còn những người khác thì lầm tưởng rằng những người như vậy là quá mức bại hoại những người không yêu mến hoặc không tiếp nhận lẽ thật luôn nghĩ rằng họ không bại hoại rằng thêm một vài hành vi tốt nữa thì họ sẽ là những người thánh khiết quan điểm này rõ ràng vô căn cứ trên thực tế không phải là sự bại hoại của họ nông mà là họ không hiểu lẽ thật và không có kiến thức rõ ràng về thực chất và sự thật về sự bại hoại của mình Tóm lại, để tin vào Đức Chúa Trời, người ta phải tiếp nhận lẽ thật, thực hành và bước vào thực tế của lẽ thật. Người ta phải đạt được những thay đổi trong tâm tính sống trước khi có thể thay đổi được hướng đi và con đường mưu cầu sai lạc của họ, trước khi họ có thể giải quyết triệt để vấn đề về việc mưu cầu phước lành và bước đi con đường của kẻ địch lại đấng Chris. Bằng cách này, người ta có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi và hoàn thiện toàn bộ những lẽ thật mà đức chúa trời bày tỏ để phán xét và làm cho con người tin sạch đều hướng tới mục đích này trong lời đức chúa trời tôi đã tìm được một con đường thực hành đó chính là buông bỏ ham muốn phước lành của mình thay đổi mục tiêu sai lầm trong đức tin nơi đức chúa trời thay đổi việc mưu cầu các phước lành trở thành mưu cầu lẽ thật và sự thay đổi tâm tính vậy mới là sự mưu cầu đúng đắn đối với một loài thọ tạo tôi suy ngẫm lại biểu hiện của mình và thấy rằng khi bị phơi bày tôi muốn dứt bỏ bổn phận đây không phải là cách đúng đắn để thực hành kể cả có không làm lãnh đạo nữa nhưng nếu không giải quyết được tâm tính chán ngấy lẽ thật hay ham muốn đạt được các phước lành của mình thì dù có thực hiện bổn phận gì tôi vẫn có thể làm gián đoạn và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh trong suốt thời gian này lúc nào tôi cũng sống trong tình trạng tiêu cực tôi đã âm mưu và toan tính vì tư lợi tôi thấy vô cùng đau khổ mất nhiệt quyết vì bổn phận và ngày càng xa cách đức chúa trời tôi đã nguyện thề rằng mình sẽ không bị ham muốn phước lành ràng buộc hay kìm hãm nữa bất kể có được ban phước lành hay không trước hết tôi phải làm tròn bổn phận của mình hội thánh đã cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận vì vậy tôi phải cố hết sức nhằm để làm tròn trách nhiệm sau đó tình trạng của tôi thay đổi được một chút đối với quan điểm về vấn đề làm việc qua loa thiếu trách nhiệm trong bổn phận tôi đã ăn uống những lời đức chúa trời có liên quan và hiểu được rằng thực chất của việc làm qua loa là lừa gạt và gian dối ngài nếu luôn đối xử với bổn phận bằng thái độ khinh mạng và chiếu lệ thì tôi sẽ không bao giờ thực hiện tốt bổn phận của mình và cuối cùng tôi sẽ đánh mất cơ hội được thực hiện bổn phận nghĩ đến việc bản thân mình thiếu trách nhiệm khiến cho nhiều người mới không dự họp đều đặn được thật tình tôi cảm thấy rất ăn năn và mắc nợ từ tận đáy lòng tôi căm ghét hành vi thiếu trách nhiệm của mình sau đó tôi đã đọc được một đoạn lời ngài giúp tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc bị tỉa sửa và xử lý lời đức chúa trời phán khi nói đến việc bị tỉa sửa và xử lý điều tối thiểu mà người ta nên biết là gì một người phải trải qua việc bị tỉa sửa và xử lý để thực hiện bổn phận của mình một cách đầy đủ chúng cũng là những điều không thể thiếu và là những điều mà người ta phải đối mặt hàng ngày và thường xuyên trải nghiệm trong đức tin của họ nơi đức chúa trời và đạt được sự cứu rỗi không ai có thể tách mình khỏi việc bị tỉa sửa và xử lý tỉa sửa và xử lý ai đó có phải là điều gì đó liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của họ không không vậy bị tỉa sửa và xử lý để làm gì có phải là để lên án người ta không không đó là để giúp mọi người hiểu lẽ thật và thực hiện bổn phận phù hợp với các nguyên tắc đúng vậy đó là cách hiểu đúng nhất về nó tỉa sửa và xử lý ai đó là một loại sửa dạy một loại sửa phạt nhưng nó cũng là một hình thức giúp đỡ mọi người việc bị tỉa sửa và xử lý cho phép ngươi kịp thời thay đổi sự mưu cầu không chính xác của mình nó cho phép ngươi nhanh chóng nhận ra các vấn đề mà ngươi hiện có và cho phép ngươi kịp thời nhận ra những tâm tính bại hoại mà mình phơi bày cho dù thế nào đi nữa việc bị tỉa sửa và xử lý giúp ngươi thực hiện bổn phận của mình phù hợp với các nguyên tắc nó giúp ngươi kịp thời thoát khỏi việc mắc lỗi và đi chệch hướng và nó ngăn không cho ngươi gây ra những đại họa. Đây chẳng phải là sự trợ giúp lớn nhất cho con người, phương pháp cứu chữa lớn nhất cho họ sao? Những ai có lương tâm và lý trí sẽ có thể xem việc bị xử lý và tỉa sửa một cách đúng đắn. Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy đối với việc bản thân bị tỉa sửa và xử lý, tôi đã có một ý nghĩ rất vô lý áp dụng lời ngài vào bản thân tôi phát hiện mình có tâm tính sa tăng chán ngấy lẽ thật và cảm thấy mình đã tiêu đời tôi đã bại hoại quá trầm trọng đức chúa trời hẳn rất ghét tôi và sẽ không cứu rỗi tôi thực ra đây là một loại thái độ thù địch và tiêu cực nhờ đọc lời đức chúa trời tôi hiểu ra rằng bị tỉa sửa và xử lý không giống như bị phơi bày và đào thải nó không có nghĩa là tiền đồ và vận mệnh của bạn đã bị tức mất khỏi bạn việc tỉa sửa và xử lý thay vào đó giúp con người biết được thiếu sót trong bổn phận hiểu được những tâm tính bại hoại của mình giúp người ta kịp thời khắc phục những sai phạm trong bổn phận của họ tìm kiếm lẽ thật để họ có thể hành động theo nguyên tắc nếu như không bị tỉa sửa và xử lý trong lần này tôi sẽ không thể nhận ra bản thân mình có tâm tính chán ngấy lẽ thật và rằng trong những việc liên quan đến tư lợi tôi đã trốn tránh trách nhiệm liên tục cải lý và ngụy biện để biện hộ cho mình. Tôi không hề tiếp nhận lẽ thật. Nhận ra được vấn đề này thật là quá tốt cho tôi. Sau đó nó cho phép tôi tập trung tìm kiếm lẽ thật khi có vấn đề xảy ra và không bị che mắt bởi những hành vi tốt của mình. Nó rất quan trọng để tôi tìm kiếm lẽ thật và tin Đức Chúa Trời. Sau đó những lúc gì thiếu sót trong bổn phận mà tôi bị tỉa sửa và xử lý. Tôi đã ý thức quỳ xuống và cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, ưu tiên thực hành sự dân phục. Dựa trên tất cả các vấn đề mà anh chị em đã chỉ ra trong bổn phận của tôi và sự bại hoại của bản thân mà tôi tìm đọc các phần lời ngài có liên quan. Sau khi bị tỉa sửa và xử lý vài lần, tôi đã có hiểu biết hơn đôi chút về tầm quan trọng của việc đó. Qua trải nghiệm bị tỉa sửa xử lý cùng với sự dẫn dắt của lời ngài. Tôi có thể thấy được vóc dạc thực sự của bản thân. Tôi cũng nhận ra được nhiều vấn đề và sai phạm trong bổn phận của mình. Tôi cũng hiểu về tâm tính bại hoại của bản thân và về khao khát cứu rỗi con người của chính Đức Chúa Trời. Bị tỉa sửa xử lý rất hữu ích và rất có lợi cho sự mưu cầu lối vào sự sống của tôi. Tôi cảm thấy rằng việc biết bản thân và làm tròn bổn phận gắn liền với việc bị Đức Chúa Trời phán xét, phơi bày tỉa sửa và xử lý. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Bài chứng ngôn này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, hẹn gặp lại quý vị vào lần tới.